Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Chào mừng các con đến với tiết học tiếng Việt. Để giờ học đạt được kết quả tốt, các con hãy chuẩn bị sách học sinh, vở ghi và đặc biệt chúng mình chú ý theo dõi bài học nhé. Chúng mình đến với phần ôn và khởi động. Trước hết, các con hãy nêu lại xem chúng mình đã học chủ đề gì và qua các bài học nào. Chúng mình đã đọc học ở chủ đề 2 mái ấm gia đình qua các bài đọc nụ hôn trên bàn tay, làm anh, cả nhà đi chơi núi, quạt cho bà ngủ, bữa cơm gia đình, ngôi nhà. Và hôm nay cô cùng các con đến với tiết ôn tập. Chúng mình đến với phần 1, tìm từ ngữ có tiếng chứa vần ưa, quay, uýt, uyên, uýt, uyêu, o. Để thuận lợi cho các con ôn tập, cô chia các vần này thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất, cô mời các con đọc vần nào. Ưa, uýt, quay. Các con nhận thấy các vần này có điểm nào chung? Các vần này chúng mình thấy đều có âm u đứng trước. Hay ta nói âm u trong vần đây chính là âm đệm của vần đấy các con ạ. Và chúng mình đọc lại vần nhé. Ưa, uýt, uây. Bây giờ nhiệm vụ của các con là tìm các tiếng chứa vần ưa, uýt, uây. Chúng mình đã tìm được chưa? Và hãy đối chiếu kết quả cùng cô nhé. Vần ưa, cô có từ đêm khuya. Trong tiếng khuya có chứa vần ưa. Các con đọc lại từ nào. Đêm khuya. Chúng mình tìm tiếng có vần uýt. Đó là từ đèn tuýt. Các con đọc lại từ ngữ nào. Đèn tuýt. Phần uây. Các con đã tìm ra chưa? Hãy so sánh kết quả cùng cô nhé. Cô có từ khuấy bột. Khuấy bột. Tiếp theo, các con đến với nhóm vần thứ hai. Chúng mình cùng đọc vần nào. Wing, uýt, uyêu, o. Các con hãy tìm tiếng có chứa vần uýt. Vần uýt. Phụ huynh. Chúng mình cùng đọc lại từ ngữ nào. Phụ huynh. Vần uýt. Có từ huynh huỵch. Huynh huỵch. Vần uyêu, khuỷu tay. Chúng mình đọc nào. Khuỷu tay. Vần on. Chúng ta có từ bon tàu. Bon tàu. Các con hãy đọc lại các từ ngữ chúng mình vừa tìm được nhé. Đêm khuya. Phụ huynh. Huynh huỵch. Đèn tuýt. Khuấy bột. Khuỷu tay, bong tàu. Vừa rồi các con đã ôn lại các vần và tìm được các từ ngữ có tiếng chứa vần theo yêu cầu. Bây giờ chúng mình cùng đến với phần 2. Tìm ở dưới đây những từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Trước hết, các con hãy đọc các từ ngữ nhé. Ông nội, bà nội, cô giáo, anh trai,
em trai, chị gái, bạn nam, bác sĩ, bạn nữ, em gái, bà ngoại, ông ngoại. Bây giờ các con hãy thực hiện nhiệm vụ, chúng mình tìm xem trong các từ ngữ vừa rồi những từ ngữ nào chỉ người thân trong gia đình. Các con chú ý, đó là chúng mình tìm từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Các con hãy cùng tìm nào. Trước hết, chúng mình kiểm tra lần lượt từng từ ngữ một nhé. Ông nội, đúng là từ chỉ người thân trong gia đình rồi. Bà nội, bà nội. Cô giáo, có phải không? Cô giáo là từ ngữ không phải chỉ người thân trong gia đình. Anh trai, đúng, từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Em trai, đó là từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Chị gái, bạn nam, từ bạn nam không phải, là từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Bác sĩ, có phải không các con? Không phải, là từ ngữ chỉ người thân trong gia đình. Bạn nữ, có phải là từ ngữ chỉ người thân trong gia đình không? Không phải. Em gái, đúng rồi. Bà ngoại, đúng rồi. Ông ngoại, đúng rồi. Như vậy, chúng ta thấy các từ ngữ chỉ người thân trong gia đình mình như là ông nội, bà nội, anh trai, em trai, chị gái, em gái, bà ngoại, ông ngoại. Trong các từ ngữ này, còn có hiểu ông nội, bà nội là những người sinh ra ai không? Các con ạ, ông nội, bà nội là những người sinh ra và nuôi nấng bố mình đấy. Thế còn bà ngoại, ông ngoại. Ông ngoại và bà ngoại là người sinh ra ai? Ông ngoại, bà ngoại là những người sinh ra và nuôi nấng bố, nuôi nấng mẹ mình đấy các con ạ. Còn anh trai, em trai, chị gái, em gái cũng là những người thân trong gia đình của mình. Như vậy, ngoài ông nội, bà nội, anh trai, chị gái, em gái, bà ngoại, ông ngoại, em còn biết ai là người thân trong gia đình mình nữa? Đó chính là bố và mẹ mình, cả bản thân mình nữa, phải không các con? Như vậy, đó chính là những người thân trong gia đình mình. Vậy, những người thân trong gia đình thì mình cần có những tình cảm gì với nhau? Các con hãy chia sẻ những lời nói yêu thương dành cho những người thân trong gia đình mình nhé. Chúng mình đến với chút thư giãn. Vừa rồi chúng mình đã có chút thư giãn và thoải mái rồi. Các con hãy quay lại bài học nào. Chúng mình đến với phần 3, nói về gia đình em.
Vừa rồi các con đã tìm được những từ ngữ nói về những người thân trong gia đình mình. Bây giờ con hãy chia sẻ những điều tình cảm thân thương về gia đình mình. Vậy con hãy nói thêm gia đình mình có mấy người, gồm những ai, mỗi người làm nghề gì và con thường làm gì cùng gia đình mình? Tình cảm của con đối với gia đình mình như thế nào? Và con hãy nói theo những gợi ý sau nhé. Gia đình mình có mấy người, gồm những ai, mỗi người làm nghề gì, con thường làm gì cùng gia đình? Tình cảm của con dành cho gia đình mình như thế nào? Các con hãy chia sẻ những điều này cùng bố mẹ mình nhé. Và nếu con đi học rồi thì con hãy nói với các bạn mình về gia đình mình. Chúng mình đến với phần 4. Từ những lời con giới thiệu về gia đình, bây giờ con hãy thực hành viết 1 đến 2 câu về gia đình em. Bây giờ cô gợi ý cho các con như sau. Có thể viết: gia đình em có 4 người, mọi người rất yêu thương nhau. Hay chúng mình có thể viết: sau bữa cơm tối, cả nhà em quây quần bên nhau, gia đình thật đầm ấm yên vui. Và các con hãy viết theo suy nghĩ của mình nhé. Chúng mình đến với phần 5, đọc mở rộng. Các con hãy thực hiện. Thứ nhất, A, tìm đọc một bài thơ hoặc một câu chuyện về gia đình. B, con hãy nói với bạn về nội dung con đã đọc. Cô gợi ý, ví dụ chúng mình tìm đọc câu chuyện Người con nuôi hiếu thảo hay câu chuyện Tích Chu là những câu chuyện nói về gia đình. Cô mong muốn các con hãy sưu tầm những câu chuyện, những bài thơ và đọc cho bố mẹ mình nghe và chia sẻ những điều các con hiểu về nội dung mình đã đọc cho bố mẹ hoặc bạn bè của mình nhé. Bài học hôm nay đến đây là hết rồi. Cô chúc các con chăm ngoan học giỏi. Tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong giờ học sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.